Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xưng danh hiệu chư Phật Thập Tự Chính. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Khởi Tôn, nay chúng con vì chúng sanh trong sáu đường mà muốn phô bày lợi ích, làm trong đường sinh tự được ích lớn của xin Đức Khởi Tôn cho phép con ở đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nếu ông muốn khởi lòng từ bi thương xót chúng sanh trong sáu đường mà muốn nói những sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có làm xong nhiều đó, ta giờ có vào Nhật Bản cũng phải lo nghĩ đến chúng sống trong hiện tại như lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Khởi Tôn, vô lượng vô số kiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nam mô Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây mà sanh tạm thời sanh lòng cũng tỉnh thân, người này được pháp hồi trụ thân tự trong vòng 40 kiếp của nữ lời vậy đất thần tượng cũng dường tạm thắng thân, người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sát số về kiếp về quả của con Đức Phật ra đời đều là Bụ Thắng Như Lai. Nam mô Bụ Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây quy y trong trình thạch một thai, thường người này không bao giờ thổ chuyện nói đạo vô thượng chánh giác, là về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời đều là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây khoảng qua lỗ tai, thường người này được 1000 tầng sinh lý sáu tầng trời cộng dục cũng là chỉ tâm sanh niệm, là bất cả thuyết về quả khứ có Đức Phật ra đời đều là Sư Tử Hồng Như Lai. Nam mô Sư Tử Hồng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây mà quy y trong chừng một niệm, thời người này được vô lượng Phật xóa đã thọ kỹ cho, là về thuộc quả của có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nam mô Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào mới đành nhánh hiệu Đức đây mà chiếm ngưỡng lễ bà tám tháng, thời người này trong một nghìn Đức Phật ở hiện kiếp được làm vị phạm vương được thọ kỹ vô thượng cho, là về thuộc quả của có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nam mô Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây không bao giờ đòi bạc nào được sinh lên quả trời quả người hưởng sự thù thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hàng hà sát kiệt về quả cử có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bụng Như Lai. Nam mô Đa Bụng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu đây Đức Phật đây đều được thoát khỏi ác đạo, được sinh lên quả trời hưởng thù thắng vi diệu, là về thuộc quả cử có Đức Phật ra đời hiệu là Bụ Tưởng Như Lai. Nam mô Bụ Tưởng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu tiền quả là hẳn, lại vô lượng vô số hình kỳ về quả cử của Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nam mô Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây liền thoát khỏi tội sinh tử trong vòng 100 đại kiếp, là về thuộc quả cử của Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơ Vương Như Lai. Nam mô Đại Thông Sơ Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây được vô phần chư Phật ngõ phải màu cho điều lường hành đạo Bồ Đề, là về thuộc quả cử Đức Phật thành nhiều Phật, Đức Sơ Phật, Đức Địa Tạng Phật, Đức Tình Chánh Phật, Đức Thành Tụ Phật, Đức Vô Lượng Phật, Đức Nhiều Tánh Phật, Đức Mạng Phật, Đức Miệt Kiệt Phật, có bất cả thuyết Đức Phật như thế, tất cả chúng sanh ở hiện tại hồi la hoặc trời hoặc người nam người nữ chỉ niệm danh hiệu Đức Phật thôi đã có vô lượng công đức, uổng nữa là sớm niệm niệm danh hiệu, người này khi sanh cái tự đạo rất lớn, không bao giờ bị đọa vào đạo nữa. Nếu có chúng sanh nào sau khi sắc mạng chung mà hàng thân quyển, những đến một người vì người bệnh đó niệm lẫn danh hiệu Đức Phật, người chết đó trừ năm tội vô dạng, cả tội nhỏ nhỏ khác tại đều tiêu sạch, năm tội vô dạng kia dù rất nặng nề đáng lại trải qua kiếp không lúc nào thoát khỏi quả khổ, nhưng bởi lúc năm chân nhờ người khác đó sớm niệm danh hiệu Đức Phật nên tất cả tội nặng lần lần tiêu sạch. Còn nữa là chúng sanh tự mình sớm niệm danh hiệu, người này đang vô lượng quả lành, từ giờ vô lượng khổ. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Kính Địa Tạng Bồ Tát bụng niệm quyển trung hết bộ hành Địa Tạng
thì ngàn đồng xấu gầy bằng chỗ sạo được rồi còn xong địa ngục khổ không ngừng kính tịnh thiền thành khổ mất khổ trầm luân. Nam mô thiền một tụ tập phương pháp, nam mô thường đồ tập phương pháp, nam mô thường đồ tập phương pháp, nam mô đà nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đà nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đà nguyện địa tạng vương bồ tát, kính địa tạng bồ tát hộ niệm tuyển trung hiện. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So ha ha.